Sau đây sẽ hướng dẫn là quý vị và các bạn sử dụng dòng máy sấy thông hơi, dòng máy sấy phù hợp với gọi là kinh tế những người gọi là có giá tiền khá là thấp. Tiếp theo thì đầu tiên chúng ta có thể thấy là khi máy được vặn thẳng này sẽ là đây nút nguồn nó này, vặn thẳng lên là tắt. Chúng ta xoay chọn chế độ cũng như bật máy luôn, chúng ta xoay luôn. Thường chúng ta sấy ở hai chế độ trên này là độ cốt tông và độ hỗn hợp. Này. Tiếp theo là đến độ mỏng. Đồ mỏng này thì có các đồ như đồ trẻ em hoặc là những đồ chúng ta muốn nó gọi là không bị nhiệt cao quá làm nó sun đồ. Tiếp theo là bên bộ đồ giường. Với máy sấy này chúng ta có thể sấy chăn, sấy vỏ gối, nhưng mà chúng ta lưu ý là không sấy được cái loại chăn lông cừu, chăn nhũ to. Đấy. Chế độ làm mới này thì sẽ là dùng cho các quần áo trong tủ chúng ta cất lâu cho vào máy sấy, máy sẽ làm giảm mùi hôi và lấy bụi vải của chúng ta để chúng ta sử dụng cho lần tiếp theo. Sấy tiết kiệm, chế độ này sẽ sấy giúp chúng ta tiết kiệm điện, hiệu năng của máy sấy sẽ giảm đi, như thế là điện thì sẽ ít hơn. Về phần tiếp theo là sấy diệt khuẩn, với chế độ này thì nhiệt được đẩy lên rất là cao. Cái chế độ sấy này thì thường dùng cho những gia đình nào có trẻ nhỏ hoặc có người những cái người da mẫn cảm với vi khuẩn. Chế độ này sẽ sấy rất là lâu và nhiệt độ được đẩy lên rất là cao. Tiếp theo đến đồ jean, thì đồ này dùng riêng cho các cái quần áo bò nó dày. Máy lúc này với chế độ này máy sẽ đảo cũng gọi là mạnh hơn một chút với so bình thường đảo các đồ khác và nhiệt lên thì các đồ ổn định hơn. Đấy. Thì với đồ len thì với Elec thì đã được công nhận bởi hiệp hội len sợi vải, nên là có chế độ đồ riêng này để chúng ta sấy đồ len sẽ không bị co rút đồ, cũng không lo bị sun đồ. Đấy. Về chế độ áo sơ mi, chế độ này thì sấy cũng rất là nhanh vì áo sơ mi đặc thù là mỏng và quan trọng nhất là cái độ về cái phần nhăn của áo sẽ giảm đi. Tiếp theo là đến chế độ sợi vải tổng hợp, một trong những loại vải cần được chăm sóc kỹ, máy cũng sẽ đảo nhẹ và thời gian sẽ lâu hơn. Đấy, gần 3 tiếng 5 phút đi ạ. Tiếp theo là chế độ nhanh 40 phút này. Với chế độ này thì chúng ta nên lưu ý là những đồ nào dày và cần gấp thì chúng ta sẽ mới sấy chế độ này. Không là nhiệt độ sẽ lên rất cao vì thời gian nó rút ngắn gọi là rất là nhanh luôn. Chưa đến 1 tiếng đã khô quần áo rồi. Đấy. Còn về phía bắt đầu bên này, chúng ta đầu tiên nói về 3 mức sấy của máy. Mức sấy đầu tiên đúng như tên gọi dễ ủi, tức là máy mặc dù sấy nhưng sẽ còn độ ẩm trong quần áo để chúng ta có thể bỏ ra ngoài và là qua quần áo, phù hợp với những quần áo mỏng hoặc là những cái quần áo mà chúng ta không muốn bị nhăn, chúng ta sẽ bỏ là qua vừa đầy đủ khô quần áo. Đến mức sấy thường, mức sấy này thì chúng ta đã có thể mặc lên người được rồi hoặc là chúng ta đem sấy xong rồi cất trong tủ. Đến mức sấy khô này thì chúng ta nên lưu ý một chút là đồ này cũng có thể mặc được lên người luôn, nhưng với những người mà cảm giác mà khi vừa bỏ ra chúng ta mặc luôn nó sẽ hơi nóng, chúng ta có thể để hả một lúc hoặc là bật để chế độ chống nhăn, máy sẽ đảo thêm, như thế đồ sẽ bớt nóng hơn, chúng ta có thể mặc lên người luôn. Tiếp theo đến phần thời gian sấy, phần này thì với mọi loại máy sấy, mọi dòng máy sấy từ cao cấp đến rẻ tiền thì đều luôn có kèm theo, đó chính là bộ cảm biến độ ẩm trong máy. Với chế độ auto chúng ta này thì nó đã bật chế độ cảm biến độ ẩm rồi, nên khi ta dùng nó cảm biến độ ẩm trong này, quần áo khô trước thời gian dự kiến này sẽ dừng trước, nhưng mà khi chúng ta bật cái thời gian sấy này lên nó sẽ tắt cái cảm biến đấy đi cho chúng ta tự căn thời gian để sấy quần áo. Đây, thời gian này có 15 phút, 20 phút, 30 phút lên đến 2 tiếng. Thì cái chế độ này đối với bản thân những người thợ đi lắp thì tôi khuyên vẫn là nên dùng chút auto khi mà sấy nó không nết thời gian đâu, nhưng mà nó sẽ tự dừng bởi vì còn có biến độ ẩm mà. Nhưng mà nếu mà chúng ta cần chế độ này thì một là quần áo chúng ta phải chắc chắn là gần khô rồi, chúng ta sấy chỉ tầm gần này phút thôi chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ đỡ bị sun quần áo hơn. Đấy. Còn không chúng ta cứ dùng auto như cho vặn chế độ bình thường như này, máy sẽ tự dừng giảm thời gian xuống khi quần áo cảm thấy khô rồi. Về phần bên này, chúng ta có thể chỉnh thêm là phần nhiệt độ, ví dụ là thổi gió hoặc nhiệt thấp hoặc là tăng tốc. Đây. Nhưng mà thường thì bên này chúng ta sẽ không chỉnh nhiều lắm bằng bên mức sấy ở đây hơn. Đây.
Và phần tiếp theo là phần trì hoãn này. Trì hoãn này thì nó là như một chức năng hẹn giờ đấy ạ. Chúng ta có thể hẹn giờ đến tối đa đến 20 tiếng tùy dòng máy. Có thể là có máy lên 2-3 tiếng cơ. Thì con này thì lên đến 20 tiếng. Thì ví dụ chúng ta không muốn sấy đêm để tránh tiếng ồn chẳng hạn. Hoặc là ban đêm chúng ta vẫn chưa đủ quần áo, sáng hôm sau mới đủ chẳng hạn. Thì nó thay ra chúng ta có thể hẹn giờ nó sấy sau. Đấy. Tiếp theo là về phần tăng cường chống nhăn. Với máy sấy thông hơi thì mặc định nó là cộng thêm cho mình 2 tiếng. Đấy. Chưa bật nó sẽ cộng ở đây. Đấy, bật lên rồi cộng ở đây. Đấy, mặc định là cộng cho mình 2 tiếng. Thời gian đảo thêm này sẽ giúp cho quần áo là hết thời gian sấy rồi, nhưng mà vì nếp nhăn sinh ra lúc quần áo đè lên nhau và nó vẫn hơi nóng ấy ạ, thì nó sẽ đảo thêm đến không ra hơi nóng nữa. Nó sẽ vẫn cứ đảo thêm cho chúng ta ngoài thời gian đấy để giúp cho quần áo sẽ không bị nhăn trong lúc bị máy nó dừng và nóng như thế. Thì với dòng máy thông hơi này thì chúng ta lưu ý là sẽ có cửa xả hơi đằng trước và đằng sau. Và một cái nữa là với dòng máy này thì có thể úp ngược đầu cho những nhà nào mà cảm giác mà chiều cao chúng ta không đủ để với khi để thẳng chồng lên máy giặt như thế này. Thì khi úp ngược đầu chúng ta có thể có miếng dán trong này, chúng ta dán đè lên màn hình đây. Và có thể về phần chữ thì chúng ta dán đè, còn về phần số chúng ta có thể bấm đồng thời giữ nút tăng cường chống nhăn và nút tạm dừng và chạy ạ. Bấm đồng thời hai nút này giữ trong vòng 5 giây. Đấy, màn hình số trong này cũng sẽ được lộn ngược theo nhé. Đấy, nên là mọi người yên tâm là chúng ta có thể nhìn thoải mái chữ và số để biết là thời gian và cũng như là chữ ở đây, chúng ta sẽ không lo về việc bị ngược chữ nữa. Đấy. Chúng ta cùng quay lại thì chúng ta chỉ việc bấm giữ đồng thời hai nút đó vẫn tiếp theo trong 5 giây. Rồi đấy. Vâng. Thì còn một lưu ý với quý khách hàng nữa là về phần tăng cường chống nhăn, nếu chúng ta giữ nút này 2 giây thì sẽ là chế độ khóa trẻ em. Khóa trẻ em thì chúng ta thể dùng trong hai kiểu. Thứ nhất là khi trong quá trình chúng ta chạy máy, chúng ta bật chức năng này lên giữ 2 giây. Đấy ạ, đó là chữ lock này ạ. Thì trong khi chạy máy như thế thì kể cả các cháu nhỏ có nghịch thì các cháu cũng không thể thao tác bấm tạm dừng máy được nữa. Chỉ có lúc đấy tay vặn về tắt nguồn thôi. Đấy. Còn đâu nếu chúng ta bật trước khi chạy máy thì máy sẽ không thao tác gì được thêm, chỉ có chọn chức năng là bình thường. Nhưng mà khi chúng ta bật bấm chạy thì hiện chữ lock này, không chạy được máy. Đấy ạ. Để tránh các cháu cũng có thể là ví dụ nhét bất kỳ một vật nào vào trong đây, hoặc các cháu nhỏ, các cháu chui vào đây nghịch. Chẳng may mà có cháu nào bấm ở ngoài bật máy lên ạ, thì nó sẽ quay. Đấy. Tiếp tục để mở khóa chúng ta bấm giữ nút này 2 giây tiếp. Đấy, máy đã được mở khóa rồi ạ. Đấy, và về hướng dẫn sử dụng cũng như một số lưu với dòng máy thông hơi của Electrolux. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Và phương châm của kỹ sư máy chúng tôi luôn là chuẩn ý thức, giỏi tay nghề. Cảm ơn quý khách.